Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị mình một cái cách để mình làm món gà công nghiệp cực kỳ ngon luôn. Thì hầu hết cô chú anh chị mình gà công nghiệp mình mua về, mình đem đi kho ăn hoài nó cũng ngán. Cô chú anh chị mình hay làm một cái món này đi, Cảnh bảo đảm ăn sạch cái nồi cơm luôn, cực ngon luôn. Nhất là mấy em nhỏ rất là mê luôn. Cách làm thì rất là đơn giản, nhanh, gọn lẹ và rất là bắt cơm luôn. Đây, thịt gà nó mềm và rất là thơm đó. Đây cô chú anh chị mình xem. Thì làm cách nào, Cảnh mời cô chú anh chị mình theo Cảnh để mình làm nha. Rồi, trước tiên đây á, thì mình chuẩn bị là một cái đùi gà đó. Thì tùy theo số lượng của nhà mình ăn nhiều thì mình chuẩn bị nhiều nha. Thì cái phần đùi gà này mình sẽ lóc ra, mình lấy cái phần xương ra nha. Rồi, cái phần này thì mình sẽ ra cho nó mỏng mỏng ra, cho nó vừa thấm và vừa nhanh chín nữa nha. Rồi, mình sẽ đem đi ngâm phần qua phần nước muối để mình bỏ loại bỏ những cái tạp chất và cái mùi hôi trong cái gà của mình nha. Trong thời gian mình ngâm gà thì mình chuẩn bị đây là một ít sả, mình cho vô một cái gói mình chả nhuyễn nha. Mình lấy phần nước cốt sả lại nha. Thì nhiều khi cô chú chị mình cho nguyên cái phần sả băm vô cũng được nữa, mà khi mình đem lên mình nướng nó sẽ bị cháy phần sả nha. Vì vậy mình chỉ lấy phần nước cốt thôi, mình cho ra một muỗng nước để mình lấy phần nước cốt thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ cho đây 4 tép tỏi để mình giã ra, mình cũng lấy phần nước cốt tỏi luôn. Rồi tiếp theo thì mình cho đây là một muỗng đường, mình sử dụng một muỗng nhỏ nha, một muỗng cà no, nửa muỗng bột ớt, nửa muỗng sa tế, cho đây là một muỗng chao, một cho đây thêm là một muỗng tương ớt. Thì tương ớt này mình cho vô để mình lấy cái màu sắc cho nó đẹp. Thì nhà mình không có tương ớt, có thể mình thay thế bằng dầu điều cũng được nha. Rồi, nước cốt sả nãy mình đã lật lại và nước cốt tỏi mình cũng cho vô luôn. Và mình sẽ cho vô đây là nửa muỗng sữa tươi nha. Rồi, cái phần này thì mình sẽ đánh phết đều ra. Thì có thể cô chú anh chị mình ăn ớt không được, có thể mình thay thế bằng tiêu cũng vẫn được nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại, mình sẽ ướp vô cái phần thịt gà của mình nha. Rồi những cái nguyên liệu mình mới vừa pha sốt này mình sẽ chế lên và mình ướp, mình trộn cho phần gà mình nó đều lên, rồi mình sẽ ướp qua trong vòng 15 phút rồi mình mới đem đi nướng nha, để cho nó phần nước sốt này nó sẽ thấm vào cái phần thịt gà của mình, khi mình nướng nên thấm rất là ngon. Rồi bây giờ mình để đây qua 15 phút sau mình sẽ đem lên nước. Rồi sau khi mình đã ướp qua được 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đem đi nướng. Rồi bây giờ mình sẽ nướng bằng cái nồi chiên không dầu nha. Thì nếu cô chú anh chị mình có thể mình nướng bằng cái lửa than cũng vẫn được nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh qua nhiệt độ là 200 và mình nướng trong vòng 20 phút nha. Thì ở trên cái phần những cái nồi chiên không dầu thì nó có để là cái mức độ là mình chiên cá chiên thịt như thế nào đó, thì và nhiệt độ bao nhiêu đến nó để nó chín. Thì bây giờ Cảnh sử dụng là đây là 200 độ C và Cảnh sử dụng là mình để nhiệt thời gian là 20 phút nha.
Rồi sau khi được 20 phút thì mình sẽ lấy ra nha. Đó, thì mình chỉnh chế độ là 20 phút, sau đó cô chú anh chị mình 10 phút là mình sẽ trở về một lần nha. Đó, ở đây thì Cảnh đã trở về lại. Đây cô chú anh chị mình xem, đó, vàng rất là ngon nha. Rồi cái phần đùi gà này thì bây giờ mình sẽ cắt ra cho vừa miếng ăn nha. Rồi mình sẽ đây là có một dĩa cơm luôn, thì bây giờ mình sẽ cho chơi chung cái phần dĩa cơm này. Thì cái món gà, nếu cô chú anh chị mình ai mà thích ăn gà nướng, gà chiên thì có thể mình áp dụng thử một cái cách này đi, chiên cực ngon luôn, nó thịt nó rất là mềm chứ không có cứng đâu cô chú anh chị, và vàng và thơm, rất là thơm nha. Đó, thì nhà mình mà có em nhỏ nào mà thích ăn món gà thì có thể cô chú anh chị mình làm thử một món này đi, mình bảo đảm rất là thơm ngon. Đó, đây mình sẽ cho vô mấy cọng ngò nữa cho nó trang trí cho nó đẹp và nó ăn cho nó ngon nha. Thì bây giờ Cảnh mời cô chú anh chị mình ăn thử một miếng gà này coi nó như thế nào nha. Cảnh mời cô chú anh chị mình nha. Quá ngon luôn cô chú anh chị. Cái cách này á, mình vừa nhanh gọn lẹ và rất là ngon nha. Hầu hết mình ăn gà công nghiệp á thì mình đem về mình kho ăn hoài rất là ngán. Cô chú anh chị mình làm ướp theo cách này và mình đem đi nướng đi, Cảnh bảo đảm ăn sạch nồi cơm luôn, vừa nhanh vừa lẹ và vừa ngon nữa, rất là vừa ăn luôn nha. Đây, ngon lắm luôn cô chú anh chị. Thì cái phần nước sốt á thì công thức làm như thế, còn cô chú anh chị mình ai ăn mặn ăn lạt có thể mình thêm bớt những cái nguyên liệu như đường bột ngọt gì đó tùy mình nha. Chứ còn riêng Cảnh á thì cái như ướp như thế này ăn rất là ngon nha. Thì nếu mà cô chú bác anh chị mình có xem cả kênh của Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi, Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại video sau nha.